tại thì sáng giờ giao khách mấy con xe rất là lô bô. Nhiều người hỏi gọi mình cho mình hỏi giá mấy con xe thì nhiều khi có trả lời mà nó cúp máy ngang thì các bác đều thông cảm cho em tí nha. Thì sáng giờ lại hay cho mấy con xe khách lẻ nhiều lắm nên là trả lời nhiều khi các bác cứ gọi em đang làm em trả lời cho các bác nó không có chuẩn cho lắm. Bác nào cứ quan tâm đến những cái xe nào thì cứ vào trực tiếp vào trong bãi nha. Hàng về thì liên tục cập nhật liên tục 24/24 cho các bác thoải mái lựa chọn đủ tất cả các loại mặt hàng. Rồi riêng dòng mà L1, L1 mà hai số đời chẵn là em không có nhé. Đó. Hiện tại em đang ngồi trên cái cabin xe của con Ford 6640 anh khách ở Gia Lai xuống nhiệt tình ủng hộ khách đây trở lại đó. Hẹn còn rất là mới này cũng có dính vào trong giờ nó máy mở điện thoại lên ra nè rất là mới. Có số nè mọi người nè cho em có đồ đây nè 1 2 3 4 5 6 7 8 tới rồi hai thằng nhanh chậm này nó báo đó đèn phát tay nó báo chớp chớp nè ô nghe thầy ơi đang chạy bơm bắn lên lên rồi. Chạy lên rồi thôi lên là thằng nó lên không vô đang cột bạc bán ở đâu nữa xe rất là mới nha mọi người mở thắt bên trong còn rất là mới rất là đẹp đang ngồi dưới đây đợi bơm cái lốp xe đấy xuống này nó bẩn quá để dọc xuống đây thôi cho mọi người xem có người hỏi quá giờ mới bán cũng là lớp rất là đẹp chân ga ít ai đi lắm bên kia nó vẳng quá mình không có đi được mình đi bên này dòng Ford 6640 này trên thị trường cũng ít lắm được vài chiếc tô máy là 30 chạy có 30 con này hơi chậm có nhiệt độ nè dầu là 80 có máy lạnh bổ mồm cái hậu nè radio rồi còn không còn hoạt động được máy lạnh bên này lo này số sới nè này năng ben nhanh chậm gì nè đó yếu phần này mình không có đụng vô điện nó giật chết cho á máy động máy chạy tới cho mọi người xem số tới nha thì phần một bỏ đi mình sẽ bấm số 4 về rồi bấm có số là một thôi đó sẽ cái thắng tay á đó chạy lên trước cho mà quần rách luôn rồi bán xe cho mọi người bán không có lãi giờ nó quần rách hết rồi thấy không rồi
lần trước. Đất khách rất là đông, đông đúc đông vui, người ha, đó lắm, đó đông lắm, đông nhiệt vui như chợ luôn. Mày cho em có lên xe. Nhớ cái bịch đồ để quên nha anh. Quên chết luôn á. Đây là Sơn. Này Sơn chủ bãi bên này. Này mọi người muốn hỏi mấy con John Deere, mấy con xe này gọi Sơn. Số điện thoại là 0908 1 chén bò viên 2 chén tái. Sơn này mà. Con đệ nó chạy lên. Hay con đệ về quay nó lên để với vợ nó nhà coi TV nó biết. Rồi tiếng rồi. Nè, thọ nè. Vô. Rồi, về tới đi. Tới đây sau đây. Rồi. Xuống đây xuống. Rồi. Thả con Mạnh ra là lên thôi. Khít luôn. Chui vô lọt là mai chui ra lọt.